ti sa ra ne na sa ha pa cha si ya ni ya cha ma du ti yam ti ma yang san te quy sùng rạc kha nắp thà gia ti sa ra ne na sa ha ban cha si la ni ya cha ma ta ti yam ti ma yang san te quy sùng rạc kha nắp thà gia ti sa ra ne na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Và thời gian không còn nhiều, con xin kính thỉnh sư Huy Niệm thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Và hôm nay mình bật đọc phần Pali thôi bạch sư, và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Lúc yam vị bút thăng saranang gạch cha mi lúc yam vị tham măng saranang gạch cha mi lúc yam vị sang khăn saranang gạch cha mi ati yam vị bút thăng saranang gạch cha mi ati yam vị tham măng saranang gạch cha mi ati yam vị sang khăn saranang gạch cha mi. Bút thăng saranang gacchami, thamang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami, dutiyam pi bút thăng saranang gacchami, dutiyam pi thamang saranang gacchami, dutiyam pi sangkhang saranang gacchami, tatiyam pi bút thăng saranang gacchami, tatiyam pi thamang saranang gacchami, tati yam pi sang khang saranang gacchami. Pi saranat gahanang paripunang panati pata viramane sikha padang samadhiyami adinadana viramane sikha padang samadhiyami kambe sumicha chara viramani sikha padang samadhiyami muksavada viramani sikha padang samadhiyami sukrame raya macha pamadatana viramani sikha padang samadhiyami. Banati bata we ramani sikha padang samadhiyami adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami kame sumiccha chara we ramani sikha padang samadhiyami musawada we ramani sikha padang samadhiyami surame raja macchap pamadatthana we ramani sikha padang samadhiyami. Imani pancasika padani satu kangkatwa apamadena ni cakalang samarakhitabang. Ama pante. Sile na sugatin janti, sile na foga sambada, sile na niputin janti, tasma silang viso thaye. Sa thu sa thu sa thu uttamang ge na wande hang ba da bang bung wa ru tamang
Buddha yo kalito do so buddho khamatu tang mam utamang ge na wan de hang thamman cha du vi thang wa rang thamme yo kalito do so thammo khamatu tang mamang utamang ge na wan de hang sang khan cha du vi tho tamang sang khe yo kalito do so sang kho khamatu tang mamang. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahma chaloka thibati sambati katan chali an thiwarang aya chatha santi thasantam barajang kajati ka đề sê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sẵn thầm ma phê rinh quỷ nhà dân cha ca dân xua tăng cha bằng thăng a phi mà chăm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đăng đăng ba bố tha này dê ba ri sa và mạnh chê ê quan xà hâm ba ti brahma a ga quan tăng a gia cha tha tuân hi phà quê na tăng bú thú ca ruôn nhê na thi hoa sa gia tân ha vua tha gia ba đê na ni ga đa văn ta tô ga tô bành cha hoa gia đa vô nay dê a măng ba dê si thăm ma tô ta tu ba phu ti sam bu tu anu na tham ma de sa năng ma kha wa sa ni de se si san ta năng an tha sinh thăng te na sa tu a yu phân te de se tu tham ma de sa năng sam ba di tha ba ri sa ya anu cam bam bi ca ta quê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản vẫn nhắm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộng giả ngày dời chuyên sang thuyết pháp độ căn hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ưng hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cập năm mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni
tối mê cầu trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Huy Niệm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Huy Niệm giảng cho chúng con bài học của buổi tối hôm nay. Bà sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một phẩm mới, đó là Arupathamma Vavatthana Vakku, nghĩa là phẩm xác định về các pháp của sắc. Thì hôm nay chúng ta chỉ học hai đoạn thôi, đó là đoạn số 1 và hết đoạn số 2 thôi. Và trong đoạn số 1 đó, có trình bày về 16 nguyên nhân sanh khởi sát tiết, trong đó có nguyên nhân chủ quan cũng có nguyên nhân khách quan cũng có. Và cái việc này chúng ta được đó, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu được thêm về cái tầm quan trọng của sát tiết ở trong cái cuộc sống của mình. Hơn nữa, đôi lúc khi mà mình có những cái vấn đề nhiễu loạn nội tâm thì chúng ta cũng hiểu được cái lý do tại sao nó lại bị như vậy. Do hiểu thì mình sẽ không có hoang mang, mình không sợ. Lát nữa sư sẽ nói chi tiết hơn, bởi vì nó có một số những chuyện trong đây nó cũng rất là hay. Rồi, còn cái đoạn thứ hai là trình bày về cái việc coi như là cận tử của một người trong hai cái trường hợp. Lát nữa sư cũng sẽ trình bày luôn. Bây giờ thì phần chánh văn, sư mời cô Như. Nếu như có chuẩn bị sẵn bài thì hãy đọc giúp cho lớp học của chúng ta ở tầng số 1 và số 2. Rồi, bây giờ sư mời cô Như. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ sư. Số 7, phẩm xác định các pháp vô sắc. 1. Đức Vua đã nói rằng: Thưa Ngài Gassena, trí nhớ sanh lên với bao nhiêu hình thức? Tô Đại Vương, trí nhớ sanh lên với 16 hình thức. Với 16 hình thức gì, Tâu Đại Vương? Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan. Trí nhớ sanh lên do nhận thức sự kiện trọng đại. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tự. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt. Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói. Trí nhớ sanh lên do đặc điểm. Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ. Trí nhớ sanh lên do việc tính toán. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận. Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm. Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan, nghĩa là thế nào, Tâu Đại Vương? Giống như trường hợp Đại Đức Ananda và nữ cư sĩ Kuchutara, hoặc bất cứ những người nào khác có được năng lực về đời sống quá khứ, nhớ lại đời sống quá khứ. Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan, nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính hay quên, và những người khác thúc giục người ấy với mục đích nhắc nhở. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan, nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại, nghĩa là thế nào? Khi được tấn phong vương quyền, hoặc khi đạt được quả vị nhập lưu. Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại, nghĩa là như vậy.
trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là thế nào. Vì được hạnh phúc về điều đó, rồi nhớ rằng ta được hạnh phúc như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là thế nào. Vì bị đau khổ về điều nào đó, rồi nhớ lại rằng ta bị đau khổ như vậy. Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tự nghĩa là thế nào. Sau khi nhìn thấy người tương tự thì nhớ lại người mẹ hoặc người cha, hoặc anh em trai hoặc chị em gái. Sau khi nhìn thấy con lạc đà hoặc con bò hoặc con lừa thì nhớ lại con lạc đà hoặc con bò hoặc con lừa khác tương tự như thế. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tự nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt nghĩa là thế nào? Vì nhớ lại, người kia có như vậy, sắc thế này, thân thế này, hương thế này, vị thế này, xúc thế này. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính hay quên, những người khác nhắc nhở người ấy, nhờ thế người ấy nhớ lại. Trí nhớ do hiểu rõ lời nói nghĩa như vậy. Trí nhớ sanh lên do đặc điểm nghĩa là thế nào. Nhận ra nhờ vào dấu sắc nung của những con bò kéo là nhận ra do đặc điểm. Trí nhớ sanh lên do đặc điểm nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là thế nào. Người nào có bản tính hay quên, những người khác nhiều lần nhắc nhở người ấy rằng ngươi hãy nhớ lại, ngươi hãy nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh do việc viết chữ nghĩa là thế nào? Do đã được học tập về chữ viết nên nhận biết được rằng nên thực hiện chữ cái này liền với chữ cái này. Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tính toán nghĩa là thế nào? Những người kế toán do đã được học tập về việc tính toán nên tính toán nhiều. Trí nhớ sanh lên do việc tính toán nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là thế nào? Những người chuyên học thuộc lòng do đã được học tập về việc thuộc lòng nên thuộc lòng được nhiều. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là thế nào? Ở đây, vị tỳ khưu nhớ lại nhiều kiếp sống trước như một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, 100 lần sanh, 1000 lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ở nơi ấy, ta đã có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, thức ăn như vậy, kinh nghiệm lạc và khổ như vậy, có giới hạn tuổi thọ như vậy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi, rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ta đã có tên này, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, ăn như vậy, kinh nghiệm lạc và khổ như vậy, có giới hạn tuổi thọ như vậy. Từ nơi kia, ta đây đã chết đi rồi, đã sanh lên lại nơi này. Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét đại cương và cá biệt. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở nghĩa là thế nào? Vị vua trong khi tưởng nhớ về điều giáo huấn rồi ra lệnh, hãy mang lại một cuốn sách và tưởng nhớ lại nhờ cuốn sách ấy. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy hàng hóa được đặt xuống gần thì nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là như vậy. Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm nghĩa là thế nào? Vì nhớ lại cảnh sắc do đã thấy, nhớ lại cảnh thinh do đã nghe, nhớ lại hương do đã ngửi, nhớ lại vị do đã nếm, nhớ lại xúc do đã chạm, nhớ lại pháp do đã nhận thức. Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, trí nhớ sanh lên với 16 hình thức này. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật là khôn ngốc. 2. Đức Vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vậy, người nào làm việc bất thiện trong 100 năm và vào lúc chết đạt được một niệm tưởng đến Đức Phật, thì người ấy có thể sanh ở giữa chư thiên. Trẫm không tin lời nói này. Hơn nữa, Ngài còn nói như vậy, có thể đọa vào địa ngục,
do một lần giết hại mạng sống, ẩm cũng không tin lời nói này. Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Không có chiếc thuyền, hòn đá, dầu là nhỏ, có thể nổi ở nước không? Thưa ngài, không. Dạ đạo trang con. Của con không ạ? À, dạ đạo trang. Nghe được sao thu đưa này nghĩ gì về điều này? Không có chiếc thuyền hòn đá, dầu là nhỏ, có thể nổi ở nước không? Thưa ngài không. Tâu đại vương, phải chăng 100 xe đá được chất lên thuyền thì có thể nổi nước? Thưa ngài đúng vậy, có thể nổi. Tâu đại vương, chiếc thuyền như thế nào thì các nghiệp thiện nên được xem xét như vậy? Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khôn khéo. Dạ, thưa đạo tràng, Nguyên Như đã đọc xong phần 1 và phần 2 của phẩm xác định các pháp vô sắc. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Quy Niệm. Bạch sư. Kính lễ chư tôn đức, xin chào. Rồi sẽ cảm ơn cùng và bây giờ thì trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, mời quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Tôn Thuyết Giảng có công năng hướng thượng được đến sự lễ chư tăng có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đến lòng thành kính làm lễ ơn đức tăng những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo dõi. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, ở trong câu số 1, ngài Nagasena này đã trình bày cho đức vua cũng như đã trả lời cho vị ấy về 16 cái nguyên nhân một cách cụ thể. 16 cái nguyên nhân theo những nhân đó mà sát tí, tức là niệm á, hay là sự ghi nhớ, sự nhận thức, sự ghi nhận được sanh khởi. Thì lúc trước sư có được nghe một cái đoạn từ nơi thầy Tejaniya, thầy có nói như thế này. Thầy có nói rằng là ở trong đời sống của mình á, để cái cuộc sống của chúng ta nó được trôi chảy, nó được liền mạch, có sâu, và cũng như mình có được những cái ấn tượng, những cái ký ức về cái cuộc sống của mình để nếm trải cái hương vị của sự tồn tại, thưa quý vị, bắt buộc nó phải có cái sự can dự của niệm. Cho dù cái trường hợp của một người không có phát triển về sát tiếp, nhưng trên thực tế
pháp này nó vẫn luôn sanh khởi, nó vẫn luôn có mặt. Cho dù chúng sanh đó là chúng sanh ở khổ cảnh hoặc là loài thú cũng vậy nữa, vẫn có hiện hữu của niệm. Và chính pháp này á, nó giúp cho chúng sanh đó có những cái ấn tượng, có những cái nhận thức về cái sống của chính họ. Ta tùy thuộc vào cái yếu tố này của một người, nó nhiều hay nó ít, nó mạnh hay nó không mạnh, mà việc chúng sanh đó có sự tỉnh thức, có sự tỉnh thức, có sự tỉnh táo hay không là do bởi khía cạnh của xá tí. Mỗi người nó nhiều, nó sanh khởi nhiều hay sanh khởi ít mà thôi. Cho nên chính vì thế mà nếu như không có cái thành phần của xá tí ở trong tâm của chúng sanh sanh khởi, thì mình sẽ tâm mình cũng nó giống như là nó sẽ bị hỗn loạn, nó bị hỗn loạn, nó bị bấn loạn. Chứ nó không có được, nó không có được ổn định. Chính vì vậy phải có, nó một phải có. Và ở đây tổng cộng có 16 cái nguyên nhân sanh khởi. Cái từ tí này á, nếu lấy ý nghĩa là nhớ lại á, ghi nhớ lại không thôi á, thì nó không ra hết được cái nghĩa thực sự của nó. Chỉ là một cái khía cạnh ở trong xá tí. Ngoài ra cái việc nhớ lại này nó còn đi kèm theo một số những cái tính chất khác nữa, chẳng hạn nhớ lại nhưng mà nhớ lại một cách vững chắc, là nhớ lại một có ý thức, có sự tỉnh táo, có sự tỉnh táo, thì có như vậy thì nó mới ra được cái sát hơn được ý nghĩa của chữ xá tí. Cho nên chính vì thế mà rất mà khó có thể mà chúng ta phân biệt được những cái kỹ thuật tính pháp mà khi nó working, tức là khi nó làm việc á, nó có những cái điểm hao hao giống nhau. Bằng chứng ở đây là giữa tưởng với niệm nói thưa quý vị, xá tí nó có chung một cái điểm tương đồng, đó là cũng là đều là nhớ lại, nhưng mà chúng cũng có cái điểm dị biệt của chúng. Rồi ở đây thứ nhất là có cái trí, có xá tí sanh lên do điều kiện là chủ quan, là ở đây ý muốn ám chỉ đến những cái trường hợp mà những người mà người ta có cái khả năng nhớ lại, do cái năng lực của nghiệp, tức là người ta có thể tự nhiên nhớ lại được những cái đời sống trước của người ta. Đây là do nghiệp sanh. Cái khả năng của người ta nó có như vậy, thì quý vị, cái này mình không giải thích được. Cho nên chính vì thế mà có một số trường hợp á, những người đó, người ta có thể nhớ lại cái đời sống quá khứ của người ta, dù đó là một kiếp hay hai kiếp hay ba kiếp, khác biệt tùy theo cái nghiệp lực của mỗi người. Thì đây là được xếp vào trong cái trí nhớ được gọi là chủ quan. Này, chủ quan tức là cái tư chất của người ta tự nhiên nó có được cái điều đó đó, nó có được cái điều đó. Đó là cái loại thứ nhất. Loại thứ hai đó chính là trí xá tí sanh lên do khách quan ở đây muốn ám chỉ đến sự tác động
sự tác động, sự tác động ở bên ngoài, có thể là những biểu hiện bằng thân hoặc là cái lời nói đó tạo cái điều kiện để cho người khác có thể nhận thức được một vấn đề nào đó, mà họ đã quên, hay là vì một lý do gì đó mà chưa có kịp nhớ. Đây là cái trường hợp thứ hai. Ở trong trường hợp thứ ba, đó là sát tí sanh lên do nhận thức những sự kiện trọng đại. Cái điều này mình cũng có thể bắt gặp được nhiều ở trong cuộc sống của chính bản thân mình. Tức là đôi khi có một số những cái sự kiện nào đó nó diễn ra nó quá ấn tượng, nó quá ấn tượng đối với nội tâm mình. Cho nên chính vì thế mà cái sự khắc ghi, cái sự khắc ghi của nó rất là mạnh, rất là sâu. Chính vì thế mà sau này khi mà mình nhận thức được, mình muốn hồi tưởng lại, mình nhớ lại thì nó rất là rõ ràng, kể cả trong cái việc tu tập của mình cũng vậy. Quý vị biết không, có một số những cái ấn tượng mà suốt trong cái quá trình mà tu học của mình, tại sao có một vài những sự kiện mình nhớ rất là rõ, và có một vài những sự kiện mình nhớ không có rõ. Tuy trong suốt quá trình đó mình cũng đều có làm thiện, cũng đều có tu tập, nhưng mà có cái mình nhớ rõ lắm. Chẳng hạn như sư nói ví dụ, ở những cái lần mà chúng ta mới tiếp cận đối với một vài những cái đối tượng là những vị thầy nào đó, mà khi mà người ta tạo cho mình cái lòng tỉnh tính mạnh mẽ, hân hoan, lúc bây giờ những cái cảm xúc đó, những cái ấn tượng đó nó mạnh lắm, chính vì thế sau khi mà chúng ta nhớ, những sự kiện đó nó rõ, rõ ràng. Trong quá trình tu tập cũng vậy nữa, có một vài những cái nhận thức ở trong tâm của mình nó tạo nên một cái ấn tượng rất là lớn. Đừng nói chi đến thánh đạo thưa quý vị, đừng nói chi đến bốn cái lần chứng đạt được cái kinh nghiệm về đạo siêu thế, mà trong một vài những trường hợp, khi chúng ta tu tập, khi chúng ta tu tập phát triển tâm, nó cũng có một số những cái trường hợp kinh nghiệm của mình mà nó mang cái ấn tượng rất là sâu, và thậm chí chúng ta có thể kể lại rất là chi tiết, về thời điểm oai nghi, lúc đó chúng ta ở trong cái oai nghi như thế nào, và đối tượng trong tâm của chúng ta là đối tượng gì, cảm giác của tâm mình khi mà hay biết cái đề mục đó nó ra sao, và lúc bây giờ trong tâm nó hiểu cái gì, nó nhận thức được cái gì từ nơi cái đối tượng đó. Bằng chứng là chưa nói thật với quý vị, nó cũng trùng một cái đề mục thôi, nó cũng cùng một cái đề mục thôi, đề mục hơi thở thôi, nhưng mà không phải khi tâm mình mà biết đề mục hơi thở nào nó cũng có cái ấn tượng đó các. Chỉ khi có một số những cái trường hợp lúc bây giờ cũng đề mục hơi thở nhưng mà không biết, lúc đó do tâm mình nó sung mãn, các căn quyền nó mạnh, tự nhiên nó nhận thức ra được một cái khía cạnh nào đó từ cái hơi thở vô và hơi thở ra. Điều đó nó tạo cho mình một cái dấu ấn rất là mạnh, Thì đây là cái trường hợp sa tí sanh lên, do sự kiện trọng đại, như vậy.
Chúng ta có thể hiểu ở đây đó là do những cái sự kiện nó có nhiều ấn tượng, có nhiều cái ấn tượng tốt đẹp. Rồi, thứ tư, thứ tư là trí sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp. Và thứ năm là trí sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp. Cái này đi chung cặp. Quý vị biết nó cũng tương tự như vậy thôi. Trong cuộc đời của mình á, có nhiều cái chuyện mà mình coi như là mình nhớ rõ lắm, nhớ rõ lắm. Khi gặp được những cái kết quả tốt đẹp, chẳng hạn như những cái cuộc tình lãng mạn, hay là những cái lần coi như là gặp gỡ đầu tiên, hay là những lúc mà mình được coi như là thăng quan tiến chức chẳng hạn, vân vân. Nói chung là có những cái dấu hiệu á, có những cái dấu hiệu tốt đẹp mà nó làm cho tâm của mình khắc ghi rất là sâu sắc. Và ngược lại cũng vậy, thì một vài những hình ảnh, những điều mà mình đã trải qua, nó đau khổ cùng cực, cũng là một trường hợp khắc ghi. Cho nên chính vì thế, ở trong cái trường hợp mà tâm của mình đã từng bị chấn động, thưa quý vị, chấn động bởi một số những cái hình tượng nào đó trong quá khứ, nó sẽ tạo ra một cái di chứng sau này. Chúng ta có thể bị ám ảnh bởi những cái chuyện đó, đôi khi tự nhiên nó trạng lại, thưa quý vị. Và từ cái việc nhớ lại đó, nó làm cho mình sợ. Rồi cái việc này á, là do bởi những cái dấu hiệu đó nó quá mạnh mẽ. Cho nên chính vì thế mà trong trường hợp đầu tiên á, như những chuyện tốt á, thì cái đó thì không cần phải bác sĩ tâm lý. Nhưng cái chuyện xấu á, cái chuyện xấu thì cần phải có bác sĩ tâm lý. Người ta thường hay bị những cái vấn đề này. Nếu như mà không hiểu ra được, không chấp nhận, không biết cách đó, giải tỏa đó, nó có thể dẫn đến những vấn đề rất là nghiêm trọng, thưa quý vị. Nó có thể dẫn đến một vấn đề rất là nghiêm trọng. Chẳng hạn sư nói ví dụ với cái người mà bị coi như là đã từng bị phu bạc đi, thì sau này á, tự nhiên coi như là nhìn thấy người nữ là tâm rất là tiêu cực chẳng hạn, vân vân. Hoặc là ngược lại, người nữ đối với người nam, nhìn thấy người nam là thấy coi như là ghét rồi. Thì đây á, là một cái trường hợp mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống của mình á. Nếu như mà mình không có hiểu được nguyên nhân, lý do nó từ đâu á, và không biết cách để mà giải phóng, để mà giải tỏa nó, thì chúng ta sẽ còn khổ rất là lâu dài. Thậm chí mình bị rơi vào trong những cái trường hợp mà rất là tiêu cực của bản thân, rất là tiêu cực của bản thân. Rồi, đây là hai cái trường hợp. Ở bên đó quý vị có còn nghe hay không? Rồi, sư trí nhớ sanh lên do sá tí sanh lên do dấu hiệu tương tự, do dấu hiệu tương tự. Thì điều này là mình dễ hiểu rồi. Tức là cái việc nhìn thấy những cái, chẳng hạn như mình, người mẹ của mình, thì nhớ lại được, sở dĩ mình nhớ lại được là do cũng có sự can dự của sá tí, thưa quý vị. Nên cái người mà nhìn người thân của mình đó, mà không có nhớ là ai hết á, muốn biết người đó có tỉnh táo hay không, mới hỏi là đây là ai, đây là người nào. Nếu như mà không trả lời được, hay là trả lời có sự nhầm lẫn, thì là tinh thần của mình, người đó có vấn đề. Thì đây nè, đây
cái sự nhận định mình có thể nhớ được đây là người bạn mình tên gì, đây là cha, đây là mẹ, vân vân, thì nó cần phải có sự can dự của sa tí, của sự nhận thức, sự ý thức, sự nhớ lại. Rồi trí nhớ sinh lên, sa tí sinh lên do dấu hiệu khác biệt giữa người này và người kia, tức là mình dựa vào, y cứ vào đối với sắc, thinh khí, vị xúc của người đó mà mình nhận biết được, thì từ đó mình nhớ, chẳng hạn như sư nói ví dụ như là sư nghe một cái âm thanh đó, âm thanh đó nó quen rồi, và khi chỉ cần nghe cái giọng nói thôi là sư nhớ được cái người nói đó là ai, hoặc là cái hình sắc cũng vậy nữa, tương tự như vậy đối với những trường hợp còn lại. Cái này chúng ta cũng không có gì khó hiểu, đúng không? Trí sinh lên, sát trí sinh lên do hiểu rõ ý nghĩa về lời nói. Điều này muốn ám chỉ đến việc nhắc nhở quý vị, việc nhắc nhở tác động từ nơi người khác người ta nhắc, tức là mình quên cái gì đó, thì người khác người ta nhắc mình. Chẳng hạn như nhắc là sư ngày mai, nhắc sư pháp tính là ngày mai chẳng hạn, đó là 8:30 là cái ngày giảng, thì từ cái việc nhắc đó vị ấy nhớ lại được, thì đó là trí sát trí sanh lên do hiểu rõ lời nói, ý nghĩa của người đó. Sát trí sanh lên do nhận biết được đặc điểm, thì ở đây muốn ám chỉ nói đến những cái đặc điểm mà nó có đến cái đối tượng đó, chẳng hạn mình á giống nhau quá, có một cái đặc điểm gì đó mà mình nhận ra được, chẳng hạn như hai người sinh đôi á, thưa quý vị, hai người sinh đôi thì người cha và người mẹ bao giờ người ta vẫn có cách để mà người ta nhận ra được đứa nào là đứa nào, do y cứ vào một cái dấu hiệu, một cái đặc điểm nào đó, đó là như vậy. Sát trí sanh lên do việc viết chữ nghĩa, thì cái này không có gì để mà lấy làm thắc mắc rồi, đó là việc học của mình đó. Mình học đó, mình ghi chữ nghĩa ra, mình ghi ngôn từ ra theo cái lối chữ viết mình nhớ. Cho nên nói đến chuyện này, sư nhớ hồi xưa bác của sư đó, quý vị biết bác sư học cái cách học cái từ vựng ngoại ngữ đó, bằng cách nào? Thông thường mình làm biến thì mình cầm lên mình đọc thôi, rồi xong mình dùng tâm để mà mình ghi nhớ qua cái sự nhìn đó. Thì cùng lắm đó là cái có người siêng hơn thì người ta cũng lập thêm, người ta đọc đi đọc lại. Nhưng mà không, ở đó bác của sư, bác sư học đó là vừa nhìn chữ, vừa đọc và tay vừa viết ra luôn, vừa viết cái từ đó ra luôn, viết càng nhiều càng tốt đó. Thì quả thực nó có một cái sự khác biệt rất lớn, thưa quý vị, và rất là hiệu quả. Cái mà mình dùng nhiều những cái thủ thuật á, như vậy á, thì nó nhớ lâu lắm rồi quý vị ạ. Ở đó sư học kinh tụng cũng vậy nữa, thông thường thì các vị đọc á, các vị thuộc lòng thôi, nhưng mà sư kỹ hơn, sư đọc rồi xong rồi sư dùng giấy á, bây giờ mình tự viết ra coi có được kinh đó hay không. Thì chỉ khi nào đôi khi chúng ta đọc á, đúng quý vị,
chúng ta không có nhớ một cách chuẩn xác về cái từ Pali mà chúng ta nhớ đâu. Chỉ khi nào mà mình đọc được, rồi mình viết ra được luôn, tự mình viết ra được luôn cái đoạn đó đó, thì lúc bây giờ cái sự nhớ vững, rất là vững. Kể cả việc với bổn ba thi mốc há cũng vậy. Kinh tụng thì đọc có vần có tự cho nên nó rất là dễ nhớ. Do mình đọc tới đọc lui nhiều cùng với chư tăng, đôi khi mình không cần viết thì mình vẫn đọc được, chẳng hạn như những bài kinh rất là cơ bản. Nhưng mà có những cái trường hợp mà khi học chẳng hạn như giới tỳ khưu rồi chánh tạng á, thì những trường hợp đó nó không có vần, nó không có đọc theo vần, bởi vì nó là những cái phần rất là rời rạc, nó đang xen giữa những cái lời nói, những cái lời của vị này vị khác, trong đó có kể cả những cái phần duyên sự. Rồi Đức Thế Tôn ngày nói, chính vì thế mà nó rất là khó nhớ, rất khó nhớ, nên cần phải hỗ trợ để mà làm sao để mà mình nhớ lâu. Vì thế cách học đó, cách học cho nó được kỹ là chúng ta vừa đọc nè, vừa đọc vừa nhìn đọc rồi viết ra luôn, vậy là chắc ăn nhất. Sự bảo đảm quý vị nhớ dài lắm, nhớ rất là lâu. Rồi đó là như vậy đó. Sát tí sanh lên do việc tính toán muốn ám chỉ đến trường hợp của những người thường xuyên làm công việc học tập về tính toán, tính đi tính lại nhiều lần, cho nên do cái việc lặp đi lặp lại như vậy, người ta nhớ. Vì thế mà mấy người mà có chồng hay có vợ mà làm kế toán á, mà một trong hai á, mà có ý mà muốn coi như là giấu bớt cái gì hay là thống kê tài sản hay như khống chẳng hạn, thì đừng có hòng nha, nó hòng. Bởi vì cái nghề của người ta là kế toán, cho nên trường hợp đó là mấy ông hay là mấy cô coi như là quản lý chặt lắm. Đó là như vậy. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập thì đây là trí muốn ám chỉ đến túc mạng đó, thưa quý vị. Túc mạng thông thì trong những cái trường hợp mà nhớ đó thì trường hợp này được xem như là mạnh nhất, bởi vì không có cái gì, không có hiện pháp nào mà nó lấn lướt, nó vượt qua được cái thiện pháp do tu tập hết. Chẳng hạn sư nói ví dụ như thế này, quý vị biết không, cũng là đều là hai chúng sanh có thần thông, chẳng hạn như những vị thiên nhân có thần thông, rồi một vị hành giả chỉ là chúng sanh nhân loại thôi, nhưng mà cũng luyện thiền chứng được thần thông. Thì trong hai trường hợp thần thông nó đấu với nhau, thì thần thông của những vị thiên nhân do nghiệp sanh đó, không có chịu nổi thần thông của việc tu tập đó. Điều này là như vậy. Chính vì thế mà trong kinh chúng ta thấy rằng có những vị ác ma, những vị thiên tử muốn quấy nhiễu, có ý muốn làm phiền đến các vị tỳ khưu, xuống đây là bị các vị tỳ khưu có thần thông, có năng lực thần thông do tu tập nhiếp phục hết. Thậm chí những vị thiên nhân là chúa những cõi trời xuống để mà quấy rối thì bị những vị tỳ khưu bắt nhốt luôn. Cho nên cái sát tí mà có được khả năng nhớ của việc tu tập là xem như mạnh nhất. Có thể nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, và tùy theo năng lực tu tập của mỗi người. Rồi sát tí sanh lên do việc gắn bó với sách vở
Thì đây là muốn ám chỉ đến chẳng hạn như các vị vua, khi mà tưởng điều giáo huấn đã được gắn bó bởi những cái bậc đi trước á, khi muốn làm cái gì thì đều nhớ tưởng lại những điều trong trong cái sách vở đó do được truyền truyền thừa. Rồi đó là như vậy. Cái này chúng ta cũng không có gì khó hiểu ha. Sát tí sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là sau khi nhìn thấy hàng hóa được đặt xuống gần bên thì nhớ lại. Rồi cuối cùng là sát tí sanh lên do kinh nghiệm. Kinh nghiệm là nhớ lại cảnh sắc do đã thấy, nhớ lại cảnh thinh do đã nghe, nhớ lại hương do đã ngửi, nhớ lại vị do đã nếm, nhớ lại xúc, nhớ lại pháp do đã nhận thức. Thì sáng tí này, sáng tí này ta cũng hiểu rồi, tức là cái cảnh quá khứ, cảnh quá khứ nó được khắc ghi, nó được khắc ghi, và khi chúng ta dựa vào những cái điều đã từng được biết trong quá khứ, mình có thể dễ dàng nhận định, nhớ lại những cái mà mình gặp ngay trong hiện tại được. Đó là tổng cộng 16 cái trường hợp. Thì sở dĩ mình học ở đây, mình biết chuyện này để làm cái gì đó quý vị. Biết chuyện này để gì? Biết chuyện này để chúng ta áp dụng tốt hơn trong cuộc sống của mình. Tức là nếu như một người á, như ban đầu sư trong phần dẫn nhập, ban đầu sư đã nói rồi, cái yếu tố niệm nó rất quan trọng trong việc mà giúp cho cái đời sống của mình nó được ổn định, có trước có sau. Một người á, nó có sự nhận thức, trải nghiệm về cuộc sống với sự tỉnh thức thì cần phải có cái sức mạnh can dự của niệm rất là nhiều. Nếu như không có yếu tố này hoặc là yếu á, thì xem như cái đời sống của người đó nó rất là hỗn loạn, nó rất là hỗn loạn, tâm nó rất là bấn loạn. Thì cứ tưởng tượng đi, mình sống và làm việc với một người mà quên trước quên sau, mà không nhận biết được ai hết, lúc nhớ lúc không á, ta chớp nhá cũng giống như điện thoại mà rớt mạng lên rớt mạng xuống đó, chẳng hạn như cũng như nãy đó, rớt lên rớt xuống ở cái đoạn cuối đó, thì cái trường hợp này nó làm việc không có được trôi chảy. Còn khi mà đường mạng của mình nó rất là ổn định, mình làm việc có trước có sau thì như vậy rất là ok. Đối với cái người mà đối với người mà niệm á, hoặc là không có yếu tố của niệm nó yếu á, thì đời sống nó hỗn loạn, đời sống nó hỗn loạn lắm. Và chúng ta cũng có thể mường tượng chính bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ hiểu được, chúng ta cũng sẽ hiểu được khi mà mình mà sống mà quên trước quên sau rồi này kia thì sớm muộn gì mình cũng bị đuổi việc cả quý vị. Ở Việt Nam á, thì còn có thể đổi thừa lý do này lý do nọ, nhưng mà ở bên một số những nước, cái công ty người ta thì có nguyên tắc á, mình quên giờ giấc họp rồi mình quên này quên trước sau, trước sau thì mình cũng jobless thôi. Cái yếu tố mà để giúp cho mình như là có được cái cuộc sống nó rất là ổn định, có trước có sau, rõ ràng, làm việc hiệu quả, hiệu năng tốt, đó chính là niệm, đó chính là niệm. Và nếu như mà mình muốn có được điều này thì chúng ta phải biết cách làm sao để cho những cái nhân sanh khởi những pháp này nó càng nhiều thì càng tốt. Nó nhiều thì càng tốt. Đó là như vậy. Đôi khi kể cả đối với bề trái, tức là trong những trường hợp mà có những chuyện mà chúng ta hồi ức, chúng ta nhớ lại những cái việc xấu thôi, nếu như mà mình không có hiểu ra được, mình không có hiểu ra được thì chúng ta cũng sẽ nói chung là tâm của mình nó cũng bấn loạn lắm, chứ không phải là không. Chẳng hạn như có những chuyện mà mình không muốn nhớ mà tại sao nó hiện ra rất rõ ràng, hiện ra rất rõ ràng, thì trong trường hợp này mình hiểu được lý do tại sao nó lại như vậy. Điều đó nó cũng làm cho mình chấp nhận và không đi đến tình trầm trọng hơn. Đó, có những cái ấn tượng tốt thì không nói, nhưng mà xấu thì sao? Xấu thì sao? Nếu mà mình hiểu được, chúng ta chấp nhận đây là cái di chứng của nó rồi.
chứng của nó. Cái việc này á, nó khác nhau ở chỗ như sau: nếu như mà mình chấp nhận, mình hiểu ra được đó, thì nó sẽ không nghiêm trọng, nó sẽ không có làm cho mình trầm trọng. Còn bằng không á, chúng ta cũng sẽ rất là hoang mang, rất là hoang mang, sợ hãi, lo âu, suy sụp. Rồi, đó là như vậy. Như vậy xong cái câu số 1. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Câu số 2 ở đây muốn ám chỉ, nói đến trường hợp là một người giàu cho, có trường hợp một người làm việc bất thiện trong 100 năm, nhưng mà chỉ vào trong lúc chết thôi, niệm tưởng đến ơn Đức Phật, thì người ấy có thể tới sanh giữa chư thiên. Và ngược lại, và ngược lại. Sở dĩ nó có cái chuyện này á, là cái mỗi nghiệp mà chúng ta tạo á, thưa quý vị, nó có cái sức mạnh, nó có cái sức mạnh, và chính cái sức mạnh của nó tạo nên cái ưu thế để cho nó có khả năng trổ quả trước và sau. Không chỉ ở lĩnh vực sức mạnh không thôi, mà ở khía cạnh lợi thế thì nó cũng, tuy sức mạnh nó không có bằng, nhưng mà do bởi nó được cái lợi điểm là lợi thế của nó, cho nên nó cũng có khả năng nó trổ quả trước. Thông thường thì mình hay y cứ vào cái bề dày, bề dày cũng như cái việc mạnh yếu mà chúng ta định đoạt, nhưng mà chúng ta bỏ quên cái lợi thế. Cái lợi thế trong bốn cái khía cạnh được xem như nghiệp nó cho quả. Thứ nhất là trọng nghiệp. Thứ nhất là trọng nghiệp. Sự nhớ. Đúng rồi. Là trọng nghiệp. Thứ hai là thực. Thứ hai là thường nghiệp. Thứ ba là cận tử nghiệp, tử nghiệp. Và cuối cùng là khinh thiểu nghiệp, thiểu nghiệp. Bốn cái trường hợp này được sắp xếp như vậy là nó tùy thuộc vào những khía cạnh. Trường hợp thứ nhất á, trọng nghiệp là muốn ám chỉ đến những loại nghiệp nó có cái sức mạnh quá ưu thắng, và ở điểm này không có nghiệp nào có thể lấn lướt được. Đây là trường hợp đầu tiên. Ở khía cạnh này chúng ta cũng nên hiểu rằng cả hai mặt thiện và bất thiện. Trường hợp là bất thiện, đối với những ai mà phạm vào năm nghiệp vô gián, thưa quý vị, năm nghiệp vô gián, thì kiếp sau khi tử, khi tử khởi lên sanh thú, người đó chắc chắn địa ngục. Trong trường hợp này chúng ta có cái khoảng đời còn lại của mình mà mình sống tốt á, mình sống hiền thiện, cho dù như thế nào đi nữa nó cũng không có đỡ nổi, nó cũng không có đỡ nổi trong cái kiếp kế. Rồi còn cái trường hợp thứ hai đó chính là muốn ám chỉ đến đến cái trường hợp những người chứng được pháp thượng nhân, trường hợp của người chứng được thiền, thiền hiệp thế, và kể cả thiền siêu thế. Thì trong mấy trường hợp này á, thưa quý vị, nó cái nghiệp lực của thiền hiệp pháp này nó rất là mạnh, rất là mạnh. Ở đây lúc trước sư cũng có một cái thắc mắc ở trong cái lĩnh vực của thiền hiệp thế. Tại sao các vị ấy vẫn xếp vào trong trọng nghiệp thiện? Bởi vì nó có cái trường hợp chúng ta vẫn có thể bị hoại thiện. Cho nên chính vì thế mình phải nên hiểu rằng là cái người mà chứng được thiền định sắc giới hay vô sắc á, vì đó phải giữ được thiền nữa nha, phải giữ được thiền chứng của mình nữa. Thì đến lúc mệnh chung á,
chắc chắn cái cảnh giới tái sanh của vị đó là thiên giới, là cõi trời sắc giới hoặc là vô sắc. Còn người mà thành tựu được thiện nghiệp siêu thế thì cái này nó chắc chắn rồi, không có cái gì đẩy lùi được, nó không có trường hợp bị hoại thiền y như là sắc và vô sắc. À, chẳng hạn như người đắc được đạo quả dương lưu thì sanh thú của người này chắc chắn là người hoặc là chư thiên trở lên, à, tối thiểu là cõi người hoặc là cõi chư thiên dục giới. Còn nếu như người này những người này có thêm những cái sở khác, chẳng hạn như cũng có chứng những cái tầng thiền sắc giới nữa thì vị đó sanh cõi sắc giới đó. Và tương tự như vậy, cho nên chính vì thế mà trọng nghiệp nó dành cái quyền ưu thắng hơn trong việc quả là y cứu vào sức mạnh của nó, y cứu vào sức mạnh. Cái trường hợp thứ hai là thường nghiệp, tức là những loại nghiệp nó sẽ cho quả dựa trên cái việc lặp đi lặp lại làm ưu thế, làm ưu thắng. À, đây là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp này nó muốn ám chỉ đến cái số nhiều của cái nghiệp lực mà chúng ta huân tập, chúng ta làm cái điều gì đó nó theo một thói quen. Chẳng hạn như mình làm cái gì nhiều, cái sở hành của mình như thế nào, đã quen về thân khẩu ý trong cuộc đời thì lúc chết chúng ta sẽ cái tỷ lệ để mà hồi tưởng lại, để mà sanh khởi những pháp đó nó rất là cao. Cho nên về việc này á, cái đời sống của mình á, nếu như mà cái khoảng thời gian tuổi thọ của mình chẳng hạn như 60 đi, mà hết 40 năm mình sống tầm bậy tầm bạ rồi, còn chỉ có 20 năm là sống nó được nghiêm chỉnh đàng hoàng thôi, thì cái tỷ lệ đó mình đi xuống nó được xem như là cao hơn tỷ lệ đi lên. Và ngược lại, thưa quý vị, ngược lại rồi, đó là thường nghiệp, tức là nghiệp nó có năng lực cho quả dựa trên cái khía cạnh yếu tố việc lặp đi lặp lại, cái số lần lặp đi lặp lại theo số lượng của nó. Cái trường hợp thứ ba đó là cận tử. Cận tử ở đây muốn ám chỉ đến cái thời khắc quan trọng, cái loại nghiệp đó nó xuất hiện một cách kịp thời. Thì vấn đề này muốn ám chỉ đến các ngài, ví dụ trường hợp này á, cũng như là cái con bò, tuy nó không có sức mạnh, nhưng mà nó được cái lợi thế là nó đứng ở gần cái cửa, cho nên vì lẽ đó mà khi mở cửa ra thì con bò này cái cơ hội để bước ra đầu tiên nó rất là cao. Điều này trả lời được cho cái câu mà của Đức Vua Milinda thắc mắc, đó là cận tử nghiệp. Tức là đôi khi có những chúng sanh trong đời này người ta sống tốt, người ta có thường nghiệp được lặp đi lặp lại rất là nhiều, rất là dày ở trong cuộc sống của họ, nhưng mà tới lúc chết thì cái con bò của bất thiện pháp đó, nó lại vô tình nó đứng ngay gần cửa, thì lúc đó mới đau. Cái trường hợp này cũng giống như cái trường hợp hoàng hậu Malika. Chính vì thế mà rất cần cái sự tỉnh táo cũng sự trợ giúp cho người thân của mình khi mà gần mệnh chung. Đó là như vậy. Đồng ý là ở đây không có nghĩa là chúng ta ỷ lại vào cái điều này mà mình thối thác cái việc tu tập trong cái đời sống thường nhật. Mình nên nhớ rằng đó, cái người mà có trọng nghiệp và thường nghiệp thiện nhiều á, thì cái tỷ lệ mà để dẫn đến cái sanh thú tốt á, ở lúc cận tử nghiệp nó rất là cao. Và tử nghiệp này á,
phần tử nghiệp này mà nó có cái hợp là bởi lúc mệnh chung tình không có định tĩnh, không có khéo. À, và hơn nữa là do bởi sự tác động của ngảnh, nó thuận lợi, nó làm duyên cho phiền não nó khởi. Phiền não nó khởi, cho nên chúng ta không may mắn. Khách đó, tài thi là vậy. Đừng có tưởng rằng mình có thực lực, mình học giỏi là cái kỳ thi là mình pass nha. Không có đâu, chưa chắc cả. Có trường hợp cái thằng ngu thì nó lại đậu, nó ác như vậy, thưa quý vị. Rồi cái trường hợp cái người giỏi lại không đậu, không có bằng cấp gì hết, nhưng mà người ta có thực lực. Còn mấy người có bằng hay là cái gì đó, thật ra chả có thực lực khỉ gì. Đời nó có trường hợp vậy. Đây nè, trường hợp này nó là như vậy nè. Cho nên giờ sư giải thích tí xíu về lý do tại sao mà cận tử nghiệp của mình á đủ vừa tốt, nhưng mà tới lúc mình cũng không thể tự chế tâm của mình. Quý vị có biết rằng có ba cái trường hợp mà cái số lượng tâm động lực của mình nó rất là mội lượng, nó rất là yếu. Theo như ở trong Tỳ Đàm á, lộ trình tâm trình bày á, thì có ba trường hợp, nó có trường hợp, có ba trường hợp chỉ có năm sát na, hoặc là sáu, hoặc là ít hơn, chứ nó không có bảy. Trường hợp thứ nhất là lúc chúng ta bị hôn mê. À, lúc chúng ta bị hôn mê, không có tỉnh táo, bắt cảnh không có rõ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó, đó chính là lúc mà mình gần chết, lúc mà lộ trình tâm cận tử, thì trường hợp này tâm nó rất là muội lực, rất là muội lực. Trường hợp thứ ba đó chính là trường hợp Đức Phật thị hiện song thông. Thì trong trường hợp trong ba trường hợp này chỉ có hai trường hợp đầu là tâm muội lực thật sự. Chứ trường hợp thứ ba là sở dĩ nó lộ tâm chỉ có năm sát na là do bởi đó tâm nó làm việc quá cấp bách, một tâm bắt hai đối tượng, cho nên chỉ có năm sát na thôi. À, trường hợp ba nó không có nằm trong cái trường hợp muội lực của tâm. Còn lại hai trường hợp trên đó chính là trường hợp lúc mình cận tử, lực, thưa quý vị. Do các căn đã đi đến cái giai đoạn gần hết tuổi thọ rồi, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc cần thần kinh tỷ, thiệt thân và sắc ý vật nó đang đi đến cái chiều gọi là sắp hết cái chấm dứt cái sắc mạng quyền của nó rồi, cho nên cái việc bắt cảnh của nó rất là hạn chế. Điều nó cần, rất cần cái sự gắn một cái thói quen tu tập của mình ở trong quá khứ. Nếu như mà ở trong quá khứ mình đã tập thường nghiệp của mình, tái lập đi những cái thiện nghiệp tốt nhiều á, thì cái tỷ lệ nó khởi theo cái chiều hướng của thiện pháp nó sẽ rất cao, sẽ rất là cao. Còn đó là một nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân do ngoại cảnh bên ngoài tác động. Cái nguyên nhân đầu tiên là sư mới nói đó là chính nội phần của mình, chính nội phần của mình. Cái trường hợp thứ hai do ngoại cảnh tác động. Do ngoại cảnh tác động tức là lúc mà mình cận tử, tâm mình muội lực yếu, khéo, thấy coi như là ngáp ngáp rồi, gần chết, lo coi như là trợ giúp, tác động từ bên ngoài tạo những cái ấn tượng về âm thanh hoặc là về hình ảnh nào đó để làm cho nỗi người đó khởi lên những cái thiện pháp, những cái thiện pháp nó tích cực, thì lúc bây giờ nó sẽ chuyển cái chiều hướng của tâm qua cái ấn tướng khác. Cho dù người đó đang sợ hãi, đang hối tiếc gì đó, nhưng mà lúc bây giờ chúng ta có thể trợ giúp để mà chuyển hướng được. Hồi đợt vừa rồi sư mới vừa đi một vài những cái cái người cư sĩ á, như trường hợp vừa rồi có một cái người cư sĩ khi mà người ta chết đó, thưa quý vị, người ta mời chư tăng đến kịp lúc, và phải nói ông cụ sau khi nghe chư tăng tụng kinh xong á, vừa bước ra khỏi nhà ngồi uống nước thôi là ông cụ ra đi với một cái trạng thái nó lộ ở trên mặt, tức là rất là mãn nguyện. Bởi vì quý vị biết ông đó hồi xưa ông từng có xuất gia rồi,
cũng từng là một vị tỳ khưu rồi, cho nên khi mà gần chết ngấp ngáp mà chưa có cam tâm chẳng hạn gì nó khởi trong đó không biết, mà khi mà nhìn thấy lại được cái hình ảnh và những kinh lúc bây giờ nó giống như là ông đã mãn nguyện rồi, đã nguyện rồi, đã yên lòng để mà đã đi trợ giúp tới thượng đế. À, chính vì thế mà chúng ta biết được cái nguyên tắc của nó, mình cần chết nó có ở đó, mình trên nói chuyện phiền não chẳng hạn, mẹ ơi cái thẻ tín dụng của con bao nhiêu rồi mẹ tính cho con bao nhiêu, hay là tài sản này bao nhiêu, thôi mấy cái chuyện đó đừng có rinh ra, đừng có rinh tới, hoặc là thông báo cáo này chuyện nào ra đi yên làm cũng được. Đó cũng là cái mà mình không có cái lòng từ bi, không có biết cách thương người thân của mình, trợ giúp làm sao để làm cho họ, tâm của họ lúc đó đã muội lực rồi, cái khả năng tự thân tu tập của vị ấy nó đã không có nhiều rồi, mình cũng nên giúp, mình cũng nên giúp khéo quá, cho dù nó cả chưa có lần nào tốn nhiều hơn chuyện thiệt chẳng hạn, với sự trợ giúp khéo đó vẫn có thể được tái sanh nhàn cảnh, vẫn có thể được tái sanh nhàn cảnh như thường. Còn cái chuyện mà tái sanh nhàn cảnh hưởng phước á, giữa chư thiên và nhân loại nó lâu hay không thì cái đó là cái chuyện khác, cái đó là mình tính sau, cái đó là tính sau. Nhưng mà ít ra khi mà người ta có sanh thú tốt á, thì nó chính tại nơi đó nó cũng là cái điều kiện thuận lợi để người ta tiếp tục có thể được tu tập để bồi bổ thêm những thiện pháp của họ. Và nhờ vậy biết đâu họ có thể giữ được cái sanh thú của họ tốt đẹp tiếp tục nữa ở trong những kiếp kế. Đúng không? Đó là như thế. Cho nên nó có những cái hai cái trường hợp mà chúng ta thấy giống như nó ngược lại á. Và ở đây Ngài Nagasena, Ngài đã trả lời bằng một cái hình ảnh. Ví dụ là đá nó nhiều nhưng mà có thuyền nó đỡ thì nó vẫn nổi. Còn nếu nói theo chuyên môn đó chính là do cận tử nghiệp. Do cần tử nghiệp cũng ví như con bò, tuy là nó yếu, nó không có sức, nhưng mà nó được cái lợi thế là nó đứng ở gần cổng, cho nên lúc đó cái cơ hội đi ra trước của nó rất là cao, rất là cao. Rồi đó là như vậy. Hôm nay chúng ta học thế đây thôi, phần còn lại thì sư mời lớp học chúng ta làm những chuyện tiếp theo cần phải làm. Bây giờ xin mời cô Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Niệm đã giảng bài pháp cho lớp học ngày hôm nay rất là chi tiết, rất là tường tận bạch sư. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin kính mời sư Thanh Tâm. Con không biết sư Thanh Tâm có mặt trước máy không. Kính mời sư thay mặt chư tăng để chúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con không thấy sư Thanh Tâm trước máy. Thôi như vậy Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Niệm trở lại cầm mic sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Niệm ạ. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ đề hoa tà san ti quy hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham đà nê na pha văn tu cu chi ta so thân ca vòn tê tha vi ha ra măng đà lê. Thế ra cha man cha na hoa ca cha tình ca vô xa ra mi ca đà na ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha e sa ra sam pa na phu ta su khi ta pha tu tê.
cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la rang kho ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba quê đệ tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhân à xá quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Sư Nguyên Như Kỳ Viên. Ngày mai, ngày thứ 6 ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ 7 ở bên Việt Nam, chúng ta sẽ lại được Kinh Milanda trở lại dạy cho chúng ta về môn vi diệu pháp. Nguyên Như trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.